trong cái chuẩn mực ở số 01 này thì sẽ quy định về 7 cái nguyên tắc kế toán cơ bản nhằm cung cấp cái cơ sở cho cái việc đánh giá, ghi nhận và trình bày trên báo cáo tài chính. Cái nguyên tắc thứ nhất đó là cơ sở dùng tích. Cái ý nghĩa của cái nguyên tắc này đó là mọi nghiệp vụ thì phải được ghi sổ kế toán vào cái thời điểm phát sinh, không căn cứ vào cái thời điểm thực tế thu chi. Ví dụ như là vào ngày cuối năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2018 đi, doanh nghiệp đã ban hành cái quyết định là thường cái tháng lương thứ 13 cho người lao động và cái khoản tiền thưởng này thì sẽ được thực chi vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Như vậy thì doanh nghiệp sẽ phải ghi nhận cái chi phí lương tương ứng với cái số tiền thưởng này vào cái báo cáo tài chính của năm 2018, mặc dù là tại thời điểm cuối năm tài chính thì doanh nghiệp chưa thực chi tiền. Cái nguyên tắc kế toán thứ hai đó là nguyên tắc hoạt động liên tục theo đó cái ý nghĩa của nguyên tắc này là báo cáo tài chính thì phải được lập trên cái cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Nếu như mà doanh nghiệp không thỏa mãn cái giả định hoạt động liên tục thì khi đó báo cáo tài chính sẽ phải lập trên một cái cơ sở khác và doanh nghiệp sẽ phải giải thích cái cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính. Ở trong cái ý nghĩa của cái nguyên tắc này thì chúng ta phải làm rõ một cái điểm đó là tương lai gần là như thế nào. Như thế nào thì được coi là sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Thì tương lai gần ở đây sẽ được coi là cái đoạn thời gian tối thiểu là 12 tháng. Một số các trường hợp mà doanh nghiệp được coi là không đáp ứng cái giả định hoạt động liên tục, ví dụ như là doanh nghiệp hết thời hạn hoạt động mà không có cái hồ sơ xin gia hạn hoạt động. Hoặc là doanh nghiệp dự kiến chấm dứt hoạt động. Hoặc là doanh nghiệp mà bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải giải thể, phá sản hoặc là chấm dứt hoạt động. Khi mà doanh nghiệp không thỏa mãn cái điều kiện về hoạt động liên tục thì khi đó cái mẫu báo cáo tài chính mà sử dụng sẽ có cái sự khác biệt so với cái doanh nghiệp mà đáp ứng cái giả định hoạt động liên tục. Và khi đó thì doanh nghiệp sẽ phải đánh giá lại toàn bộ các cái khoản mục tài sản và nợ phải trả để ghi nhận vào báo cáo tài chính theo cái giá đánh giá lại này ví dụ như khi tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2018 thì doanh nghiệp nếu như mà doanh nghiệp nhận định là không thỏa mãn cái nguyên tắc hoạt động liên tục trong năm 2019 thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải đánh giá lại toàn bộ các cái khoản mục tài sản và nợ phải trả của mình ví dụ như là doanh nghiệp sẽ phải đánh giá lại cái giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm lập báo cáo để làm cái căn cứ ghi nhận trình bày vào báo cáo tài chính thay vì là ghi nhận theo giá gốc nếu như mà đáp ứng cái điều kiện là uh, cái giả định hoạt động liên tục. Tương tự như vậy đối với cái phần tài sản cố định thì doanh nghiệp cũng sẽ phải ghi nhận theo cái giá trị có thể bán được của các cái tài sản này trừ đi các cái chi phí thanh lý nếu có chứ không phải là ghi nhận theo giá gốc nữa. Nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc giá gốc. Nguyên tắc này thì quy định rằng là tài sản thì phải được ghi nhận theo giá gốc và cái giá gốc của tài sản thì sẽ được tính theo cái số tiền hoặc cái khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả phải trả hoặc là tính theo cái giá trị hợp lý của tài sản vào cái thời điểm tài sản được ghi nhận và cái giá gốc của tài sản này thì sẽ không được thay đổi trừ khi mà có cái quy định khác trong các cái chuẩn mực kế toán cụ thể ví dụ như là hàng tồn kho thì sẽ phải được ghi nhận theo giá gốc cái giá gốc của hàng tồn kho thì sẽ bao gồm như là chi phí mua, chi phí chế biến, các cái chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở cái địa điểm và trạng thái hiện tại. Và cái giá gốc này của hàng tồn kho thì sẽ chỉ được ghi ra khi mà cái hàng tồn kho này có cái giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc. Khi đó thì doanh nghiệp sẽ phải ghi giảm cái giá gốc của hàng tồn kho đã ghi nhận bằng cách là lập cái dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Cái nguyên tắc thứ tư đó là nguyên tắc phù hợp. Cái nguyên tắc này thì nó có ý nghĩa là cái việc ghi nhận doanh thu và chi phí sẽ phải phù hợp với nhau. Tức là khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một cái khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Cái khoản chi phí này nó có thể bao gồm cái chi phí của cái kỳ tạo ra doanh thu hoặc là cái chi phí của cái kỳ trước hoặc là cái chi phí phải trả nhưng mà liên quan đến cái doanh thu được tạo ra trong kỳ. Ví dụ như là một doanh nghiệp ghi nhận cái doanh thu từ cái giao dịch cung cấp cái dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong năm 2018. Thì đồng thời với cái việc ghi nhận cái doanh thu trong năm 2018 này thì doanh nghiệp sẽ phải ghi nhận các cái chi phí tương ứng liên quan đến cái việc tạo ra doanh thu này. Ví dụ như là chi phí nhân công cho cái nhân sự thực hiện cái dịch vụ tư vấn như là chi phí lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân hay là các cái chi phí ăn ở đi lại của cái nhân sự tư vấn khi mà thực hiện cái việc tư vấn hoặc là các cái chi phí khác như là chi phí khấu hao máy móc hay chi phí văn phòng phẩm mà cái nhân viên tư vấn này họ đã sử dụng cho cái hợp đồng tư vấn. Và các cái chi phí này nó có thể bao gồm là các cái chi phí đã phát sinh từ cái năm trước, ví dụ như năm 2017. Khi đó thì doanh nghiệp chưa có ghi nhận doanh thu, tuy nhiên chi phí đã phát sinh nên là ghi nhận trên cái chi phí sản xuất kinh doanh rửa ra Nó cũng sẽ bao gồm các cái chi phí mà thực tế phát sinh trong năm 2018, và nó cũng sẽ bao gồm cả các cái chi phí phải trả trong năm 2018 nhưng mà thực tế phát sinh vào năm 2019. Tuy nhiên là có liên quan đến cái doanh thu đã ghi nhận vào năm 2018. Nguyên tắc kế toán thứ năm đó là nguyên tắc nhất quán. Cái nguyên tắc này thì nó có cái ý nghĩa là các cái chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn thì phải được áp dụng thống nhất, ít nhất là trong một kỳ kế toán năm và trường hợp mà doanh nghiệp có thay đổi thì sẽ phải giải trình lý do và cái ảnh hưởng của cái sự thay đổi đó trong cái phần thuyết minh báo cáo tài chính tuy nhiên cái việc thay đổi này nó chỉ nên được thực hiện khi là có cái yêu cầu của quy định pháp luật hoặc là cái việc thay đổi chính sách kế toán này sẽ giúp cho cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp được trình bày theo cái cách hợp lý hơn cung cấp cho người dùng những cái thông tin uh, có hữu ích hơn Ví dụ như là năm 2018 thì doanh nghiệp quyết định đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp là uh, nhập trước xuất trước. Thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải áp dụng cái chính sách này uh, một cách thống nhất trong năm 2018. Còn nếu như sang năm 2019 mà doanh nghiệp muốn chuyển từ cái phương pháp nhập trước xuất trước này sang cái phương pháp bình quân gia quyền thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải chỉ rõ cái lý do và cái ảnh hưởng của cái việc thay đổi này. Nguyên tắc kế toán thứ sáu đó là nguyên tắc thận trọng. Thì thế nào là thận trọng? Thận trọng là việc chúng ta xem xét, cân nhắc phán đoán một cách thật cẩn thận để lập các cái ước tính kế toán trong các cái điều kiện không chắc chắn. Cái nguyên tắc thận trọng này nó sẽ đòi hỏi kế toán sẽ phải lập các cái khoản dự phòng. Tuy nhiên chỉ lập theo cái mức hợp lý chứ không lập cái mức quá lớn. Thứ hai là nó sẽ yêu cầu chúng ta không được đánh giá cao hơn cái giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập. Nó sẽ cũng sẽ yêu cầu chúng ta không được đánh giá thấp hơn giá trị của các cái khoản nợ phải trả và các khoản chi phí. Và các cái khoản doanh thu và thu nhập thì sẽ chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, trong khi chi phí thì phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Ví dụ như là tại ngày 31 tháng 12 2018, doanh nghiệp đang vướng vào một cái vụ kiện với một khách hàng chưa có cái kết quả phán quyết cuối cùng của tòa án Tuy nhiên theo ý kiến của luật sư của doanh nghiệp Thì khả năng cao là công ty sẽ bị thua kiện Và nếu như mà bị thua kiện Thì cái số tiền bồi thường sẽ có thể lên đến 1 triệu đô Thì khi đó công ty uh, Tuy là chưa chắc chắn sẽ phải Phát sinh cái số tiền này Nhưng là bởi vì um, Từ cái ý kiến của luật sư thì cho rằng là khả năng cao Sẽ phát sinh thì khi đó Công ty sẽ phải căn cứ với cái khả năng này để ghi nhận Cái khoản dự phòng phải trả một triệu đô này Thì nguyên tắc kế toán thứ bảy đó là nguyên tắc trọng yếu. Thế nào là trọng yếu? Thì một thông tin được coi là trọng yếu trong cái trường hợp nếu mà thiếu cái thông tin hoặc là cái thông tin đó không chính xác thì sẽ làm sai lệch đáng kể đến báo cáo tài chính và làm ảnh hưởng đến cái quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Cái tính trọng yếu này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ lớn và cái tính chất của thông tin hoặc là các cái sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Hay là cách khác là cái tính trọng yếu này nó sẽ cần được đánh giá theo cả cái khía cạnh định lượng và cái khía cạnh định tính. Tức là cả về cái số tiền và cả về bản chất. Ví dụ như là tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì doanh nghiệp đã ký một cái hợp đồng góp vốn với một bên đối tác để thành lập một cái cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Thì khi đó dù cái giá trị vốn góp này là bao nhiêu có thể là rất nhỏ hoặc là cái thời điểm mà tiến hành góp vốn nó chưa phải trong năm tài chính này thì khi đó doanh nghiệp vẫn sẽ phải thuyết minh đầy đủ cái thông tin về cái việc ký kết cái hợp đồng liên quan đến cái cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát này trên mà có tài chính bởi vì cái việc thành cái việc thành lập cái cơ sở kinh doanh này nó là cái sự thay đổi nó có thể là cái sự thay đổi trong cái hoạt động kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp hay nói cách khác là cái bản chất của nó là một cái thông tin quan trọng mặc dù nó chưa có cái ảnh hưởng cụ thể về tài chính trong cái năm 2018 này thì đó là bảy cái nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng nhất của cái chuẩn mực số 01 này. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cách trình bày các cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.